Chiều mùng 5 tháng 7, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu tổ công tác số 1 với các thành viên đại diện Cục Quản lý Đầu tư xây dựng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra thực tế tại công trường dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn qua tỉnh Bình Định. Đại diện Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, các dự án cao tốc đang ở giai đoạn đầu thi công nền móng nên cần tập trung đất, các xe lấp. Trong đó, dự án thành phần cao tốc Hoài Nhơn, Quy Nhơn cần hơn 8,3 triệu mét khối đất đắp, được quy hoạch 14 mỏ. Đến nay qua khảo sát, đánh giá lại trữ lượng các mỏ, chỉ có 9 mỏ đất trong quy hoạch và một mỏ mở rộng đủ đáp ứng nhu cầu đất đắp cho dự án cao tốc thành phần này. Dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn, trí thạch cần hơn 1 triệu khối cát. Các nhà thầu đã đăng ký khai thác 2 mỏ mở mới với công suất hơn 5 triệu khối. Đối với vật liệu cát phục vụ dự án, Ban Quản lý Dự án 85 cho rằng, Hai dự án cao tốc thành phần qua Bình Định cần hơn 1 triệu khối đã được quy hoạch đủ các mỏ. Tuy nhiên, các mỏ cát phần lớn đều có công suất thấp. Tổng công suất khai thác cho phép khoảng 249.300 m khối một năm nên không đảm bảo đủ thi công nền đường khu vực xử lý nền đất yếu và thi công các hạng mục bê tông xi măng trong khoảng 2 năm đầu dự án. Ngoài một số vướng mắc do chưa đảm bảo nguồn vật liệu thi công cao tốc, tỉnh Bình Định đang gặp khó về trình tự thủ tục chuyển đổi đất rừng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, các đơn vị phải nộp tiền cho quỹ phát triển rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau đó được chọn diện tích rừng trồng thay thế mới có thể triển khai các bước về chuyển đổi mục đích. Quy trình này mất nhiều thời gian nên cần sớm triển khai, nộp tiền và kiến nghị trung ương có cơ chế cho nộp tiền ký quỹ trước. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết, nếu không giải quyết các vướng mắc này, dễ dẫn đến các bước cấp phép kéo dài, gây khan hiếm vật liệu, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cao tốc tất cả các vướng mắc kiến nghị từ các địa phương dự án ban quản lý dự án 85 các tổ công tác sẽ tổng hợp báo cáo chi tiết để bộ giao thông vận tải trình chính, chính phủ